Mọi người nhớ đăng ký với ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Mặc tộc nguyên địa, các người thật sự muốn đối đầu với bản tôn hay sao? Huyết hải thâm thù nhiều năm, chỉ có thể chiến một trận. Các người đang tự tìm đường chết. Các người đang lo lắng. Tiền bối, nói xem chúng ta nên làm thế nào đi. Sơ thiên đại cấm quy mô rất lớn, lão phu sau đó sẽ đem cấm chế mở ra một kẽ hở. Nhân tộc đại quân các người bày bố trận ở khuyết khẩu đó, đợi khi mặc tộc xông ra thì diệt sát là được. Các người giết càng nhiều mặc tộc, áp lực ở bên này của lão phu lại càng nhỏ. Nếu như cấm chế mở ra khuyết khẩu, mặc sẽ nhân cơ hội mà ra ngoài hay sao? Lão phu sẽ mượn cấm chế chi lực giữ chân của nó, sẽ không để nó dễ dàng rời đi đâu. Nhưng mà các ngươi nhất định là phải tuyệt đối cẩn thận. Mặc nó có một bản năng, nó có một bản lĩnh bản năng. Cho dù nó không trực tiếp tiếp xúc với các ngươi, chỉ cần thúc động bí thuật cũng có thể đem các ngươi mặc hóa. Thiên phú thần thông. Có thể nói là vậy, cho nên các ngươi nhất định là phải bảo vệ tốt thần hồn của bản thân. Lão phu sẽ tận lực không để nó có cơ hội ra tay với các ngươi. Trận đấu này sẽ rất gian nan. Nếu các ngươi không kiên trì được, nói với lão phu sẽ nhập tức đem kẽ hở bịt lại. Ngoài ra, mặc những năm nay hình như đã ẩn giấu một cỗ sức mạnh, suýt nữa thì mở ra sơ thiên đại cấm. Chỉ đáng tiếc là ta đến nay cũng không làm rõ được sức mạnh đó rốt cuộc là gì. Các ngươi tuyệt đối là phải có sự phòng bị trước. Dạ. Lão phu cần một số vật tư để hồi phục. Dương Khai, trên người của chúng ta không mang theo quá nhiều vật tư, phiền ngươi vậy. Được, tiền bối xem thử những thứ này có đủ dùng hay không, nếu không đủ, chỗ vãn bối vẫn còn một chút. Đủ rồi, tiền bối, chúng ta bày binh bố trận ở đâu thì phù hợp? Vị trí đó đó. Năm đó vị trí đó bị mặc xông ra một kẽ hở, càng dễ mở ra hơn chút. Hơn nữa còn có một chút bố trí của não hữu ta ở đó, đóng lại cũng không tính là khó. Dạ, vậy chúng ta sẽ đi chuẩn bị. Một tháng sau. Thường, người thật sự muốn làm vậy sao? Việc năm đó ta không phải cố ý, đến nay bị 100 vạn năm. Nếm tận khổ sở, người không thể nào tha cho ta một con đường sống hay sao? Thường, thường. Lão Đông Tây, ngươi tưởng rằng làm như vậy là có thể tiêu hao sức mạnh của ta hay sao? Nếu ta không nguyện ý, ngươi chẳng thể nào tiêu hao hết được đâu. Mặc, lão phu mở ra một khuyết khẩu, đối với ngươi là nói nào nguy cơ, nhưng cũng là cơ ngộ. Lẽ nào ngươi không nhân cơ hội thoát vây hay sao? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem những nhân tộc này giết chết, lại để cho lô bộc của ngươi giết chết lão phu, trời cao đất rộng này tự nhiên không ai có thể nhốt được ngươi. Ngươi nửa người, ngươi lúc trước còn nói với bọn họ, ngươi tùy lúc có thể đóng lại kẽ hở, tưởng ta không nghe thấy hả? Các ngươi vẫn luôn lừa gạt ta như vậy, bắt nạt ta. Ta làm sai cái gì chứ, lại bị các ngươi đối xử như vậy? Thương não đầu, chúng ta đừng đánh nữa có được hay không? Ngươi để bọn chúng đi, ta cũng đem tất cả mặc chi lực thu về. Ngươi lại phong cấm sơ thiên đại cấm vào trong cơ thể của ta, đến lúc đó cấm chế không phá, mặc chi lực của ta cũng sẽ không phát tán, thì sẽ không nguy hại đến người khác. Nếu như năm đó ngươi nghe theo như vậy, cũng chưa chắc đã không thể, nhưng đến nay đã không được nữa rồi. Hơn nữa, đem sơ thiên đại cấm phong vào trong cơ thể của ngươi là đề nghị của Mục. Đến nay cô ấy đã không còn, sao có thể mạo hiểm nữa? Mục, cô ấy chết rồi. Đã chết ở trước mặt của ta, là các ngươi hại chết cô ấy. Đúng vậy, Mục mà ngươi thích nhất. Nữ tử vĩnh viễn ôn nhu như nước đó, so với những người khác, thái độ của Mục đối với Mặc lại càng thích hơn. Lúc đó sơ thiên đại cấm địa phát huy tác dụng, Mục từng đưa ra đề nghị đem đại cấm phong vào cơ thể của Mặc. Từ đó đạt đến hiệu quả chấn áp mặc chi lực ở trong nội bộ, như vậy thì không cần phải hạn chế tự do của nó. Tiếc rằng cuối cùng chúng ta vẫn không dám mạo hiểm. Mục là kinh tài tuyệt diễm nhất ở trong 10 người chúng ta.
Sơ thiên đại cấm cũng là cô ấy nghĩ ra. Nếu cô ấy còn thế, còn tại thế, nói không chừng thật sự có cách cứu ngươi thoát khỏi khổ hải. Nhưng nếu không phải là ngươi giết chết mục, sao có thể rơi vào nơi này? Tất cả những thứ này ngươi có thể trách ai đây? Không phải ta, ta không giết cô ấy. Mục, đừng sợ. Hừm, lúc đầu ngươi bị phong trấn, đầu tiên bạo động, cô ấy vì an ủi sự bất thuận của ngươi đối xử với chúng ta, mạo hiểm xông vào sơ thiên cấm địa. Đợi sau khi cô ấy ra ngoài, cả thân mang trọng thương, hồi thiên phạt thuật. Bên trong rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, ngươi tự mình rõ ràng. Không, không. Không phải ta không giết mục. Ta sao có thể giết cô ấy? Nói nhiều cũng vô ích. Hiện giờ có phải ngươi hay không cũng không quan trọng nữa. Nghĩ lại thì cái chết của mục đúng là nhiều điểm đáng nghi, thật sự là mặc làm hay sao? Cô ấy trước lúc chết lưu lại cho ta miếng ngọc bội này, lại là hàm ý gì? Cứ cảm giác khối ngọc này và sơ thiên đại cấm địa có liên hệ đặc thù gì đó. Tiên bối, đại quân của nhân tộc đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Vậy thì bắt đầu đi. Chuẩn bị chiến. Không phải ta đã nói là không phải ta. Bọn lão già các ngươi trước giờ luôn tự cho mình là, tự cho là đúng như vậy. Ơi, ta muốn hủy diệt trời này, san bằng đất này. Ta muốn thương sinh của vạn giới vĩnh viễn không có ngày được yên ổn. Giết. Giết. Ơi, trong sơ thiên đại cấm địa này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu mặc tộc và mặc thú? Trận đại chiến này khẳng định phải ghi vào sử sách. Nếu thua, tam thiên thế giới thật sự là như lời của Mặc nói, vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Sau mấy ngày liền, đến hiện tại mặc tộc vẫn chỉ phái lính cấp thấp nhất ra, mặc tộc hạ vị cũng không thấy. Mà điều kỳ lạ nhất là sau này mỗi một trận chiến tranh, sáu thương vong của mặc tộc đều để lại lượng lớn mặc vân. Nay chết hơn ngàn vạn mặc tộc, chỗ này sớm đã mặc vân như nào biển rồi. Nó đang thu hồi mặc chi lực, mau ngăn cản nó lại, nếu không sức mạnh của nó sẽ vô cùng vô tận. Ta nói bên mặc tộc cứ phải đám lính ra trận, cho dù chết nhiều như vậy cũng không đau lòng. Thì ra sau khi đám lính này chết đi, tản ra mặc chi lực có thể bị nó thu hồi. Không được rồi. Một qua một lại, hiệu quả thu hồi mặc chi lực vẫn quá chậm. Ta nghĩ ra cách rồi. Mau, đem nhẫn không gian còn dư ra đây cho ta. Cảm nhận sức mạnh của ta đi. Ngươi đang muốn chết sao? Đáng chết thật. Có thêm nhiều hạ vị mặc tộc và thượng vị mặc tộc, thậm chí còn có cường giả mặc tộc cấp lĩnh chủ trong đó. Đó là vực chủ của mặc tộc. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Thời cơ tới rồi, ra tay đi. Đúng là sảng khoái hơn việc đánh mặc tộc ở quan hải. Ấy là từ linh công. Bây giờ vực chủ đó đang giao chiến với từ công. Nếu ta ra tay có lẽ có thể giết chết được. Chết cho ta. Thứ này cứng quá. Không ổn. Làm tốt lắm. Tên vực chủ cốt khô kia sức phòng ngự lớn thật.
Nhưng may là tịnh hóa chi quang của ta khắc là khắc tinh của hắn. Không sai, trên chiến trường thế này, một vị thất phẩm khai thiên có năng lực như thế đúng là hiếm thấy. Hơi thở này là vương chủ của Mạc tộc. Nhân tộc tất thua, có vương chủ đại nhân ra tay rồi. Các người, vương chủ chết. Hơn 10 nhân tộc cửu phẩm liên thủ đánh lại, vương chủ vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi cánh cửa đã bị giết ngay tại chỗ. Sơ thiên đại cấm khuyết khẩu. Cảm giác không chống nổi nữa. Họ đi về phía trong chiến trường rồi. Ơi đáng ghét. Rốt cuộc là trong bóng đêm này ẩn giấu bao nhiêu vương chủ vậy? Tuyệt đối phải chống đỡ được. Vương chủ đâu? Tại sao đột nhiên vương chủ không xuất hiện nữa? Chuyện gì thế này? Nghĩa nào? Mạc đang duy trì sự cân bằng của chiến trường hay sao? Trong lòng nó biết rõ ý đồ của ta. Một khi thả ra cả nhiều vương chủ thì đại quân của nhân tộc sẽ không có hy vọng chiến thắng. Chỗ hỏng của sơ thiên đại cấm địa sẽ bị ta phong tỏa. Nó không thể nào thoát ra được nữa. Mạc, ngươi tính toán hay thật đấy. Bây giờ bắt đầu thả Mạc tộc cấp lĩnh chủ và vực chủ rồi. Nguy hiểm, thực lực của làng ta mạnh hơn ta rất nhiều. Nếu muốn sống, chạy đi đâu? Tiền bối cứu ta với. Ta bị hồ lữ vực chủ kia bám dính lấy rồi. Được nàng ta nhìn chúng rồi sao? Mắt của nàng ta không tệ. Đến bên cạnh tiền bối bị luồng sức mạnh kia bao phủ lập tức. Chắc là sức mạnh của sơ thiên đại cấm địa nhỉ? Không ngờ da mặt của ngươi dài đấy. Tiền bối, người nên sao? Giết chết nàng ta đi. Giao nhân tộc kia ra đây. Người này rất mạnh. Nếu không lão phu chỉ có thể ra tay với bên trong đại cấm. Chuyện bên ngoài đại cấm lão phu không thể nào quấy nhiễu được. Còn có hạn chế này sao? Hết cách. Bây giờ điều lão phu có thể nói là dung hợp thành một cơ thể với đại cấm. Đại cấm là ta, ta là đại cấm. Như vậy sức mạnh của đại cấm mới có thể kích hoạt ở mức độ lớn nhất. Hóa ra là vậy. Vậy thì không sao. Vãn bối ở đây nghỉ ngơi một lát, đợi khôi phục đủ năng lượng rồi đi chém nàng ta. Ngồi chờ chết đi yêu nữ. Mặc Long triệu hoán. Cho vặt vãnh, ngu xuẩn. Bây giờ ta đã nhận được bảo hộ của sơ thiên đại cấm, để xem ngươi khiến ta bị thương thế nào. Thứ này thật bất ngờ, thật bất thường. Còn đợi cái gì, ra tay đi. Rõ. Đáng chết. Cũng may là con dao long này thần thông tuy mạnh nhưng lại là mình triệu hồi. Tuy không biết là lão già kia dùng thủ đoạn gì để phản kích mình, nhưng cũng không đến nỗi tổn thương tính mạng. Ánh sáng này, cơ thể của ta. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đại cấm sơ thiên. Liều mạng vậy, vượt cấp giết địch, đối mặt với kẻ địch có thực lực mạnh hơn mình, cũng không rút nổi. Thậm chí không tiếc lấy bản thân, trọng thương làm cái giá phải trả. Có thể thấy tâm tính, quả đoán của tiểu tử này. Tiền bối nói đùa rồi. Giết Mạc tộc không liều mạng làm sao mà được. Nếu không liều mạng, nhân tộc của ta sớm đã bại rồi. Giết. Đây chính là nhân tộc đời này hay sao? Hy vọng tam thiên thế giới thái bình. Lão phu ta cũng không thể nào chết rồi. Phệ thiên chiến pháp. Trong thủ pháp luyện hóa tài nguyên của tiền bối cũng có dấu vết của phệ thiên chiến pháp. Nhưng phệ thiên chiến pháp là vô thượng tà công do Ô Quảng sáng lập ra, sao tiền bối cũng biết thi triển? Tiền bối cũng biết công pháp này. Cũng. Ngươi nhận ra môn công pháp này mà lão phu thi triển?
Tiền bối sao lại có thần thái như vậy? Mặc tộc nhiều vương chủ như vậy, bị giết cũng không thấy ông ấy hưng phấn như vậy. Có lẽ là nhìn nhầm. Môn phệ thiên chiến pháp này lúc trước ngươi từng thấy qua trên người của ai? Tiền bối, đừng nắc. Là một tên có tên là Ô Quảng, môn công pháp này do hắn tự sáng lập. Trừ tiền bối năm đó vì một số nguyên nhân tu hành qua, trên đời này chắc không có ai tu hành qua công pháp này. À phải rồi, sau này ta đem công pháp này truyền thụ cho tộc Thạch Khôi. Phệ thiên chiến pháp quá là tà tính, tuy có thể tăng tốc việc nâng cao thực lực, nhưng hậu quả di chứng không nhỏ. Loại hậu di chứng này ta cũng không thể nào hóa giải. Năm đó sau khi phát hiện ra không ổn, ta đã không tu hành nữa. Nhưng tên Ô Quảng thì lại khác. Tên này thân mang có vô cấu kim niên, có thể tự do nuốt chửng sức mạnh từ bên ngoài đến, không sợ đả thương bản thân. Đáng tiếc thiên hạ vô cấu kim niên cũng chỉ có một đóa, người bên cạnh khó học theo. Cho nên thế giới này mới chỉ có vị phệ thiên đại, mới chỉ có một vị phệ thiên đại đế. Ô Quảng à, không ngờ. Phản ứng này của tiền bối, chẳng lẽ là người quen của Ô Quảng? Không quen, danh của Ô Quảng cũng đã lần đầu nghe nói, cũng là lần đầu nghe nói. Nếu không quen, ông cười vui như vậy làm gì? Ta không quen Ô Quảng, nhưng quen một người khác, phệ thiên chiến pháp, cũng là công pháp năm đó người đó chủ tu. Cái gì, trăm vạn năm trước cũng có người tu hành môn tà công này? Đúng là đã lâu rồi. Khoan hãy nói cái này, tiểu tử. Lão Phu hỏi cậu, cậu có từng đi qua thái hư cảnh hay không? Sao tiền bối biết? Ta cảm nhận được khí tức trên thế giới thụ trên người của cậu. Lúc nãy thấy cậu ở trên chiến trường, lại không bị mặc chi lực ăn mòn. Thiết nghĩ có cây non của thế giới thụ, chấn trong tiểu càn khôn. Tiền bối mắt nhìn như thần, trong tiểu càn khôn của tiểu bối đúng là có cây con của thế giới thụ. Nhưng cây này không phải là hậu bối có được ở thái hư cảnh, mà là lúc trước có được ở một càn khôn động thiên. Tiền bối tọa chấn chỗ này trăm vạn năm, cách tuyệt với đời, còn biết thế giới thụ và thái hư cảnh, chẳng lẽ ở thời đại của tiền bối đã gặp qua họ rồi? Sự xa xưa của thái hư cảnh và thế giới thụ có lẽ đã vượt qua tưởng tượng của cậu, đặc biệt là thế giới thụ, lúc thiên địa sơ khai nó đã được sinh ra rồi. Nếu thái hư cảnh lúc trước lão phu từng nói, thời kỳ cận cổ có vĩ lực cảm niệm nhân tộc cầu sinh gian nan, mượn tay 10 người bố đạo thiên hạ, mãi đến lúc đó nhân tộc mới có thể tấn thăng khai thiên. Ta hiểu, 10 người này chính là tiền bối và 9 vị võ tổ còn lại cùng nhau xây dựng đại cấm sơ thiên này. Đúng vậy, 10 người bọn ta chính vì bị cuốn vào thái hư cảnh mới thành tựu khai thiên chi cảnh. Cái gì? Trước đó nhân tộc tuy cũng có thông qua một số tu hành đơn giản có được sức mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tu hành đến khai thiên cảnh. Lúc đó dưới khai thiên cảnh chính là tận cùng võ đạo. Nhân tộc muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng chưa từng có ai thành công qua. Mãi đến một ngày, lão phu không cẩn thận bị cuốn vào làn sương màu hồng, cuốn vào thái hư cảnh. Ở đó lão phu gặp 9 vị lão hữu khác, 10 người bọn ta trải qua không ít hung hiểm, cuối cùng mọi người đồng tâm hiệp lực để hóa giải. Nay hồi tưởng lại, đó hình như là một bài thi. Bài thi? Đúng vậy, bởi vì đến cuối cùng, bọn người của lão phu đi đến trước mặt của một cây đại thụ chọc trời, mà cây đại thụ đó chính là thế giới thụ. Mọi người nhớ đăng ký ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Sơ thiên đại cấm, thế giới thụ linh thông ban tặng cho mỗi chúng ta một quả. Thế giới thụ rộng rãi như thế sao? Năm đó mình đã trải qua từng lịch luyện của thế giới, mới lấy được một vài thế giới quả trung phẩm và hạ phẩm, cuối cùng muốn lấy một cọng dễ đi, còn bị thế giới thụ kéo ra xa. Nhưng mà tiền bối không làm gì lại được ban tặng thế giới quả. Hơn nữa thấy thành tựu của bọn họ sau này, đó nhất định là thế giới quả thượng phẩm. Đúng là người so với người tức chết đi được. Chị ơi. Sau khi ta dùng quả kia, tiểu càn khôn trong thế giới tự mở, bước vào khai thiên cảnh. Như vậy mới biết được cách tu hành của khai thiên chi nộ,
Sau khi rời khỏi Thái Hư Cảnh, liền đem cách tu hành này truyền khắp thiên hạ. Tiền bối, công tạo hóa nhân tộc này để người đời ghi nhớ. Hơi, sở lý nói với ngươi những chuyện này là vì những năm nay lão phu mơ hồ cảm nhận được một chút thứ. Hừm, xin tiền bối chỉ giáo. Năm đó 10 người chúng ta đến từ đại vực không giống nhau, xuất thân từ thần không giống nhau, lại cùng một thời gian bị Mặc Triều cuốn vào trong Thái Hư Cảnh. Mà nhiều nguy hiểm của Thái Hư Cảnh hình như cũng đang còn thử thách tâm tính của chúng ta. Cuối cùng đã cho 10 thế giới quả để làm phần thưởng. Ban đầu ta cũng không ngờ là nhiều như vậy, có được sức mạnh lớn, đương nhiên là phải đi giảng đạo thiên hạ, để nhân tộc có tư bản, có chỗ đứng. Sau đó tạo ra Sơ Thiên Đại Cấm, đem Mặc phong trấn ở nơi này, nên mới có thời gian đi suy nghĩ một vài thứ. Tồn tại của thế giới thụ có thể sẽ liên quan đến cả thế giới tam thiên, hay là nói thế giới thụ mới là ngọn nguồn của thế giới tam thiên. Ý của tiền bối là thế giới tam thiên chẳng qua chỉ là hình chiếu của sức mạnh thế giới thụ? Không, ta không có ý đó. Nhưng danh của thế giới thụ không phải tự nhiên mà có, nó nhất định là có liên hệ với thế giới tam thiên. 10 người chúng ta bị cuốn vào Thái Hư Cảnh, được thế giới thụ ban tặng quả, mở ra hệ thống võ đạo hoàn chỉnh. Thay vì nói là cơ duyên của chúng ta, cái này càng giống như là như tự nhiên cứu thế giới tam thiên. Tự cứu thế giới tam thiên lẽ nào còn có ý thức của bản thân hay sao? Có lẽ không phải là ý thức, chỉ là một loại quy tắc mà chúng ta không hiểu. Lúc đó Mặc thức tỉnh, Mặc trì lực mở rộng ở trong đại vực, nếu như không ngăn cản, cả vũ trụ đều bị Mặc chiếm cứ, cho nên mới cần có người đi ngăn cản nó. Cho dù không phải là 10 người chúng ta, cũng sẽ có 10 người khác. Mà loại thủ đoạn tự cứu này nhất định là không chỉ một lần. Người được thế giới thụ ban tặng cây còn, nếu như ta đoán không nhầm, người có lẽ cũng là một trong những thủ đoạn tự cứu được quy tắc chọn chúng. Ta là một trong những thủ đoạn tự cứu được quy tắc chọn chúng hay sao? Nếu như nhớ lại, ban đầu mình có thể cướp được một vài cọc rễ từ thế giới thụ, quả thật là khó mà tin được. Một đế tôn nhỏ bé như mình, sau khi lấy được rễ, cũng chỉ bị thế giới thụ kéo đi xa, không động tay động chân với mình. Nếu như suy đoán của tiền bối là thật, ta đã được quy tắc kia chọn chúng, tất cả đều có thể giải thích được. Dương Khai, ngươi phải cẩn thận. Tiền bối, nhiều năm như vậy rồi, chuyện ta có thể nghĩ được, Mặc chưa chắc là nghĩ không ra. Hoàn cảnh của ngươi rất là nguy hiểm. Ý của tiền bối là, nếu như Mặc chú ý đến tồn tại của ta, tuyệt đối sẽ không tha cho ta hay sao? Không sai. Trước đây ngươi ở trong chiến trường phi nhanh như ngựa, không sợ Mặc chi lực ăn mòn, e rằng đã gây ra chú ý với Mặc. Sau này cần phải cảnh giác một chút. Vâng, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Vài tháng sau, 200 vạn đại quân của nhân tộc tổn thất gần 30%. Hai tộc chưa bao giờ dừng chiến đấu, nhưng hướng đi của chiến tranh lại hướng về Mặc tộc. Đã đến lúc phong tỏa lỗ hổng của Sơ Thiên Cấm Địa. Nếu tiếp tục như vậy, nhân tộc sẽ không địch lại được nữa. Ta cho rằng ngươi phải đợi thêm một khoảng thời gian. Mặc, ngươi còn có chiêu gì cứ sử dụng đi, còn che giấu gì thì không có cơ hội nữa đâu. Thường, ngươi đã già rồi, khô héo 100 vạn năm. Võ giả có mạnh cũng phải có một ngày già đi. Bây giờ ngươi đã không bằng ta. Ngươi rốt cuộc nào muốn làm cái gì? Cái gì? Thường, ta nói cho ngươi biết, nếu như ông trời đã cho ta sức mạnh đồng hóa vạn tộc, thế thì đã định sẵn muốn ta thống nhất vạn giới. Mục đã chết đi, ta không còn thương tiếc gì đối với cái thế giới này nữa. Vạn giới này đã được định sẵn là phải quỳ xuống chân của ta. Không hay, chỗ hỏng không phong tỏa được nữa. Chết rồi, Mặc lại có thủ đoạn như vậy. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Xem ra phải nhanh chóng đóng lối ra lại thôi. Không.
hãy đóng cho ta. Giết đi. Tốt lắm, nối ra sắp đóng lại rồi. Đó là cái gì? Tay gì to vậy? Hơi thở này. Người đã chạm tới mức đó rồi. Vượt khỏi tầng 9 rồi. Tạo vật chủ. Có lẽ vậy. Mặc, người vốn dĩ đã được ông trời ban cho như vậy, định sẵn là không thể nào dung hòa với vạn giới. Người muốn làm gì? Người đừng làm bừa. Hàng trăm vạn năm rồi cũng chỉ có một kết cục mà thôi. Các bằng hữu đợi ta lâu như thế rồi, chắc là cũng không kịp nữa rồi. Chặn não thương lại, không được để não đắc ý. Hả? Có kẻ gọi ta. Thương, ngươi đừng hòng nhốt ta. Hây, Mục, đây là hơi thở của Mục. Đây là vật mà năm đó Mục đã để lại. Thương, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta cũng không biết phải làm gì nữa. Mục, năm đó ngươi từng nói, trên ranh giới nguy cấp dùng bảo vật này, tuy ngươi không nói rõ nguyên do, nhưng mọi người chưa từng hoài nghi phán đoán và quyết định của ngươi. Giờ nhân tộc nguy nan, hãy thể hiện trí tuệ của ngươi đi, Mục. Mục, Mặc, lại gặp nhau rồi, ngươi vẫn còn sống. Ta chết rồi, rất lâu trước đây ta đã chết rồi, ngươi biết mà. Ta tưởng ngươi vẫn còn sống, hóa ra ngươi đã chết rồi. Vậy Mục, giờ ngươi muốn làm gì? Muốn chơi một trò chơi cuối cùng mà Mặc thích đó. Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ dậy là có trò chơi, là có đồ ăn thôi. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Sơ thiên đại cấm. Khốn ý dày đặc thật. Xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên buồn ngủ quá. Sau khi nằm xuống, ngược lại trong chớp mắt đã có tinh thần rồi. Là ôn thần hiền, long hóa. Bên chiến trường còn lại, đây chính là muốn mạng của người. Ta cũng vậy, buồn ngủ quá, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại buồn ngủ thế? Đờ mờ, sao lại cứng như vậy? Nhân tộc chó chết, người tìm. Tiểu tử, ngươi còn non lắm, ngài tuyệt đối là đừng ngủ. Lão phu mà ngủ sao, đùa cái gì vậy? Vất vả cho ngươi rồi. Cũng không xem là vất vả, cuối cùng cũng có thể giải thoát được rồi. Ngược lại là ngươi, đáng tiếc. Mục, ngươi là kinh tài bậc nào? Nếu như không phải là năm đó, với thiên tư thông minh của ngươi, có lẽ có thể sẽ tìm ra được cách giải quyết vấn đề triệt để. Năm đó, ta được chọn chúng, thì đã được định sẵn là kết cục này, không có gì mà đáng tiếc cả. Ta đã làm đến giới hạn rồi, còn lại không quan tâm nữa. Đó cũng là người được chọn chúng hay sao? Cũng xem như là không tệ. Hiếm khi nghe thấy ngươi khen người khác. Các ngươi ồn ào quá. Trăm vạn năm trước. Không đúng, ngươi nói không đúng. Theo như lão phu thấy trận pháp này, hai não già này làm phiền người khác làm mơ. Không cãi nhau nữa. Còn thiếu một chút nữa ta cần mượn sức. Được, đợi lâu rồi.
Tán ngô chi thần, dung cấm chi nương. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện thứ gì tương tự như là màn che này? Tạm biệt rồi, Thường. Ta đến rồi. Tạm biệt. Các bạn cũ. Giấc mơ vượt qua vạn năm này cuối cùng đã kết thúc rồi. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi. Thương tiền bối. Chỗ này hơi ảo quá, chưa hiểu lắm. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Sơ thiên đại cấm lỗ hồng. Đại trận đang đóng lại, các vị hãy cố thủ. Đây là thứ gì vậy? Cự thần ninh. Đại trận đóng lại rồi. Không đúng. Đây là vật mà Mạc đã dùng nguyên hình của cự thần ninh để tạo ra. Tên này có hình thể, bề ngoài và sức mạnh của cự thần ninh. Nhưng tuyệt nhiên là hắn không có tính cách ôn hòa của chủng tộc đó. Năm đó ta ở trong tổ địa của thánh ninh, cự thần ninh. Mặc sắc mà ta gặp có khi chính là do Mạc tạo ra. Cự thần ninh có thể được gọi là điều khiển cự, gọi là kiểu cường giả, đến thánh linh cũng khó địch lại. Rốt cuộc hàn vạn năm nay Mạc đã lén làm gì? Không ổn, tên đó đang hấp thu Mạc lực và thi thể để hồi phục cả nó lại. Sơ thiên đại cấm đã đóng lại, Mạc đã ngủ say, Mạc tộc sẽ không còn viện binh nữa. Trước mắt những kẻ địch kia là số còn lại rồi. Các huynh đệ giết. Giết. Cự thần ninh của Mạc sắp hiện thần. Khiếu ưu thế của nhân tộc bị cao bằng. Nhưng đại quân vẫn không rút lui mà liều chiến đến cùng. Tiểu đội thần hy đâu? Huyết ta lại được ăn một bữa lớn rồi. Là vương chủ. Kim mô chú nhật. Cái gì? Sức mạnh lớn quá. May mà ta kịp thời sử dụng vải rồng ở trên người để che phủ lên. Nếu không nhờ đó chắc chắn ta đã bị một đòn đánh chết rồi. Người thân là thất phẩm nhỏ bé, không ngờ lại chặn được đòn công kích của ta. Thật không ngờ tới đó. Giết người thất phẩm là đủ. Không tự lượng sức. Lại là ánh sáng này. Lực cười, tốt xấu gì ta cũng là vương chủ. Tuy ánh sáng này có gây tổn hại cho ta, nhưng không đủ chí mạng. Ngươi tính toán sai rồi, vậy sao? Nó bị tịnh hóa chi quang kìm chân rồi, cơ hội tốt. Đắc tội với ta mà ngươi còn muốn trốn. Đâu dễ vậy. Giờ có nhiều não tổ đã tới đấu với cự thần ninh kia. Các não tổ khác thì đang bị nhiều vương chủ của Mạc áp chế rồi. Hiện giờ ta phải kìm chân vương chủ này, giảm áp lực cho các lão tổ. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Sơ thiên đại cấm. Nhân tộc cẩu, người đừng hòng chạy. Không gian pháp tắc khai. Không gian thần thông, ngươi tưởng rằng như vậy là có thể chạy thoát được hả? Hơi thở ở bên này, lão Dương Sơn, lão Sơn Dương, ngươi qua đây đi. Hả? Cái bẫy rõ ràng như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ mắc bẫy hay sao? Tiểu tử thối, không biết trời cao đất rộng. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều vô ích mà thôi. Lão Sơn Dương, đợi lát nữa ngươi sẽ có quả ngon để ăn.
Phải cần nhiều thất phẩm khai thiên hợp tác mới có thể sử dụng thứ này. Quả nhiên không dễ dàng khống chế. Nhưng nếu là khống chế tốt rồi, thì sánh ngang với ra tay toàn lực của bát phẩm khai thiên. Đến đi. Xem tiễn. Một kích sánh ngang với bát phẩm khai thiên thì đã sao? Ta là vương chủ, còn có thể sợ bát phẩm chắc? Từ bỏ đi, ngươi nghĩ ngươi chạy thoát được chắc? Đừng hòng dùng lại chiêu cũ. Không thể nào tiếp tục thế này nữa. Tên vương chủ đầu dê này có cách ứng phó với không gian pháp tắc của ta. Ta sớm muộn gì cũng bị ép đến đường cùng mà thôi. Con muốn chạy? Thật là khó đối phó. Không thể nào chạy thoát khỏi hắn được. Đến nay, bị khí cơ của vương chủ đầu dê đó phục thân rồi. Lại thúc động không gian pháp tắc thì sẽ phát nổ giống như là lúc trước. Đúng rồi, tịnh hóa chi quang là khắc tinh của mặc chi nực. Không biết là sức mạnh này có thể cắt đứt được khí cơ của vương chủ hay không. Thật tốt quá, khí cơ này mặc dù không bị cắt đứt đi, nhưng cũng tạm thời cách tuyệt rồi. Hiện giờ ta có thể dùng không gian pháp tắc rồi. Ta bị vương chủ đó cường hành phá hoại thuấn dịch. Tịnh hóa chi quang cũng tán đi rồi, thứ chó chết. Nhưng cũng may là chạy thoát được ma chướng của thứ chó chết đó rồi. Ngươi chạy tiếp đi, ta xem ngươi có thể chạy đến lúc nào. Không ngờ rằng ta đường đường là một vương chủ chí tôn thị thần. Muốn giết một tên thất phẩm khai thiên cũng vất vả như vậy, chết tiệt. Nguy rồi. Vị Dương tiểu hữu đó gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không đuổi kịp thân ảnh của hắn. Không thể nào làm được gì khác, đánh vậy thôi, quay về đi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đáng ghét tên vương chủ này, cứ như con đỉa cắn lấy ta, không thể nào thoát ra được. Mặc kệ, trốn thoát quan trọng hơn, chỉ đành dịch chuyển lần nữa vậy. Cho dù bị gián đoạn thì chỉ cần vận may không quá tệ thì không đến mức gặp quá nguy hiểm. Lại bị gián đoạn lần nữa. Không phải là do vương chủ đó tấn công. Tới chiến trường cận cổ thôi. Vượt qua tuyệt linh chi địa rộng lớn này là lại đến chiến trường cận cổ. Cuối thời cận cổ, nhân tộc và mặc tộc giao chiến không ngừng, tử thương vô số. Mà dù cách biệt nhiều năm, chiến trường này vẫn ngầm chứa nhiều nguy hiểm. Không gian thần thông không thể nào thoát khỏi đối phương, vậy chỉ đành mượn chiến trường cận cổ này thôi. Tuy cũng không biết là nguy hiểm, tuy cũng có nguy hiểm nhưng vẫn tốt hơn là bị đuổi mãi không tha. Có lẽ đây chính là nơi có tác dụng cho ta. Nơi này chính là chiến trường từ nhiều năm trước của nhân tộc và mặc tộc. Để lại nhiều thần thông và cấm chế, tiểu tử này trốn đến đây, đúng là tự tìm đường chết. Chạy đi đâu? Cảm giác bị thần thông nổ tung không dễ chịu nhỉ? Khoan đã. Một tháng sau, Dương Khai bị vương chủ đuổi theo. Đằng sau hai người đã có một cái đuôi thần thông kéo dài vào phía sau. Ơi, người đuổi đi, không kịp ta đâu. Tiểu tử thối. Người tưởng như thế là cản được ta sao? Quả nhiên, vương chủ vẫn là vương chủ, muốn dựa vào thần thông cấm chế còn tồn tại để kìm chân của hắn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Nếu như chiến trường cận cổ này không thể nào kìm chân được hắn, vậy ta đi xuyên qua chiến trường này tới Bất Hồi Quan. Phía Bất Hồi Quan có Long Phụng trấn thủ, một khi vương chủ đó bị dụ đến Bất Hồi Quan, chắc chắn là chỉ có con đường chết. Nhưng dù ta có không gian pháp tắc thì nhanh hơn nữa cũng phải mấy năm nữa mới bằng, cũng không biết là có thể kiên trì dưới sự duy trì của vương chủ hay không. Bây giờ vạn sự khó lường. Đó là Mê Sương Thiên Tượng. Thiên tượng hơi quỷ dị. Hư không chi địa có vô số dị tượng thế này. Nghe Tiếu Tiếu lão tổ nói, từng có một người đi vào trong thăm dò vô số nguy hiểm, một cửu phẩm như người vào trong đó cũng có thể gặp nguy hiểm mà chết. Nhưng chuyện tới nước này, không cầu thay đổi, chỉ chờ chết thôi, liều thôi. Không ngờ tiểu tử này lại vào trong rồi. Xem ra hắn đang liều mình nhảy vào làn xương để thoát khỏi ta. Chuyện đã thế này, nếu để hắn thoát, tôn nghiêm của vương chủ ta để ở đâu được nữa. Đây là chuyện gì?